cho đại gia đình phụ nữ Tô Giám Mục Cô Đô Nguyễn Văn Nho, nguyên giám đốc tại bệnh viện Sao Biển Nha Trang, được phép nói lên bài cầu tâm sự chuyển biến ông Chi Thế Lê Xuân Tùng. Trọng kính đức ông Chi Thế, sáng hôm nay từng đoàn người trở về nhà thờ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể với vẻ mặt đau buồn, lòng chạy lòng rưng rưng như năm. Khác với cảnh tưng bừng ngày lễ hội, có bao giờ cả giáo xứ bàng hoàng xúc động như những ngày này? Chắc chắn trong lòng ai cũng vô cùng thương tiếc, ngậm ngùi nhớ đến những âm thiết thâu thương, vì một từ nhân ái hiền lành thánh hiền nhiệt thành đã đồng một tự trọng khi vẫn còn phục vụ hết mình với công việc nhà Chúa. Đức ông Philip yêu quý, anh chị bảy và các cháu từ khắp tiểu bang Hoa Kỳ về đây tiễn đưa em, tiễn đưa chung cư, tiễn đưa đức ông kính yêu lòng quý. Xin cho rằng đức ông đã quá đột ngột rời đi sáng sớm sau tuần qua, đại gia đình anh chị không nghẹn ngào, không nói những gì. Chuyện khó tin tôi đã học được, mọi thành viên trong gia đình đều kinh ngạc, âu lo, bàng hoàng, buồn khẩn. Trước tiên lìa rằng bất ngờ của đức ông, Chúa tư ơi, có thật Chúa đã chết sao? Chúa không đùa với con chứ? Rồi nó đến phòng thầy, không, Chúa không đùa với cháu đâu. Đức ông đã thật sự khen rồi. Quả thật đúng như thế, đức ông đã ra đi vội vã như ngọn đèn vừa tắt trước đó. Chúng tôi bước vào nhà giáo hội, như giáo phận đang cầm người đi tay phục vụ. Chúng tôi ra đi không một lời giả biệt với người thân yêu và cộng đoàn dân Chúa. Đức ông ơi, chú tư thương yêu của anh chị và các cháu, sự ra đi của đức ông là một mất mát to lớn cánh đồng truyền giáo, cho giáo hội, cho giáo phận, đặc biệt cho giáo xứ Ngôi Lời và nhất là cho gia đình. Đức ông đột ngột từ trần, đã bỏ lại cô con cha, bỏ lại cháu công chúa, bỏ lại toàn chiên bơ vơ lạc lõng. Đức ông yêu tình nghĩa huynh đệ thâm sâu giữa đức ông và cố đức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nho, nguyên giám đốc đại bệnh viện Sao Biển Nha Trang. Trong suốt hành trình linh mục từ Việt Nam qua Cuba tới Mỹ, đã siết chặt tình huynh đệ, biến tình huynh đệ thành tình ruột thịt. Thêm vào đó, sự hiện diện của chúng tư bên cạnh đại gia đình anh chị và các cháu ở Hoa Kỳ mỗi khi có dịp vui về, cũng như đại gia đình anh chị bên cạnh đức ông trong lúc ngài phục vụ tại nhiều giáo xứ khác nhau trong giáo phận Galveston, Houston,
từ mấy mươi năm qua vẫn luôn là một sự hiện diện gần gũi, thân thương, mà mỗi ngày tình yêu quý mến nhau càng thêm đậm đà, cái khi nhau như tình mẫu mực. Làm sao gia đình anh chị có thể quên được những năm tháng, những ngày giờ, những giây phút thật êm đềm vui tươi, hạnh phúc quay quần bên nhau, cùng nhau chia sẻ những nỗi vui, những nỗi buồn với chú Tư Hà Chú. Giờ đây, nhìn sâu vào cuộc đời của người quá cố, anh chị và các cháu không khỏi nặng người, thương tiếc, mến phục tấm lòng nhân ái và tinh thần phục vụ giác ngộ vô vị đời, vô thời của vị chân vừa mới mất. Trong buổi công chiều thân mật tối thứ tư vừa qua, trong hội trường, cô năm nay tâm sự. Anh Tư đã từng nói với tôi, anh có tu sứ phục vụ nhà Chúa đến khi hạ trên bàn thờ. Quả thật như thế, đức ông Philippe Lê Xuân Thượng, dấu yêu của chúng ta, đã ngã gục trong nhà xứ muôn đời trước giờ trong thánh lễ sáng thứ sáu, không một người thân yêu bên cạnh. Đức ông trong suốt hành trình 44 năm lên ngục, đời sống đức ông đã sống cho Chúa, sống như người đầy tớ trung tín và khôn ngoan của người. Đức ông đã chứng toàn một cách xuất sắc những gì Chúa đã giao phó. Thật đúng với lý tưởng sống của Ngài, con người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Và một chứng cụ thể, đức ông Philip đã phục vụ đến hơi thở cuối cùng của đời này. Đức ông, chú Tư yêu dấu, anh chị và các cháu tin rằng giờ đây đức ông còn muốn tiếp thị cuộc sống gian nan nơi trần thế, vì đức ông đã nhìn thấy tận mắt và thấy được ngang thánh Chúa. Anh chị và các cháu cũng nghĩ rằng ở bên Chúa, đức ông sẽ làm được nhiều việc có lợi cho hội thánh, cho giáo phận, cho giáo xứ muôn đời nhiều hơn và nhiều hơn lớp hội. Vì hạt giống có chết đi, có thối đi, thì mới sinh nhiều bông hạt. Ông ơi, chú Tư tính thương của con, chắc hẳn đời một người sẽ qua đi, nhưng tấm lòng nhân ái thì bất tử. Người ta cũng thường nói, tài nguyên một xứ không bằng một tấm lòng. Chú không khâm trọng tấm lòng và ái, tình yêu tháo đắng, sống vì và sống cho và tinh thần hy sinh phục vụ giáo hội vô vì đời, vô bờ bến, trong mọi trường hợp, trong mọi hoàn cảnh đưa đến cho Ngài. Anh chị và các cháu tin rằng những gì chú Tư đã làm cho giáo hội với chức vụ bí thư khâm sứ tòa thánh, trong nhiều tại nơi, trong nhiều quốc gia trên thế giới, cho giáo phận Houston, cho giáo sư
cho giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam, cho giáo xứ chánh tòa và thánh tăng, và đặc biệt cho giáo xứ Ngô Lợi vẫn được tiếp tục sinh hoa kết quả và những công việc Đức ông Philip đã khởi xướng vẫn được tiếp tục tồn tại. Đức ông hãy an tâm ra đi. Đức ông hãy an nghỉ bình an của Chúa. Đức ông nghe. Trọng kính vĩnh biệt Đức ông. Trọng kính thương vĩnh biệt Chúa Tư. Thương kính vĩnh biệt anh chị và các cháu cùng toàn thể gia đình cúi đầu vĩnh biệt Đức ông. Thank you.